Dạ thôi, để không mất thời gian của anh chị và của anh, mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó, bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có ngại gì đó không? Hôn má. Bấm nút. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Nhưng theo anh á, nếu dạ, chưa có anh điều gì xảy ra đừng bấm nút. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi, bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình, mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta, nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Cảm ơn. Trời ơi, Linh ơi, một lời tưởng chào mất... rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời, hấp dẫn quá. Ôi ôi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Ồ, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị đừng nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cưng. Dạ, em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên là họ tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện đang em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn trang trí, sản xuất và thương mại nội thất gỗ. À, một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương thì quê quán thì gần. Nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. À, bỏ hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà, nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. À, Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? Ăn thì không có thích ăn lắm, không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này, thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? Dạ thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó, tại vì mình không có muốn tạo cái sự. Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy bên đây cũng có hơi hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm ạ? Dạ nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể, và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phan đồ. Dạ đồ thì không phan. À không phan. Dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Bây giờ em trai nói đi, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng, vậy là được. Những cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. À, thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế là em đi vào trong ấy. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cái chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời đất ơi, quay mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép
ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ rồi. Thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thế cô đi Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài ấy luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều. Nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng. Chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê, nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Dạ em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có bóc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên đó là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn cái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Người gì nữa là không ăn nhậu, không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương. Quá dạ. Dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30/4. Mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi qua chương trình này thì tôi gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp về bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay em đi với má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh. Anh được đến tham dự chương trình này. Thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Tôi nôn lúc tặng quà thôi. Quà chai á. Mình có món quà tặng cho bạn. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đâu đây là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm, em mời đầu tiên em mời chị mình. Đây. Mình nhà bên nhà trai. Ngon. Thưởng thức trước em. Sao con mí người ta? Em mời chị mình. Rồi, cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình, em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ, em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho, mấy này giải quyết nhanh lắm. Em anh thấy sao? Rất là ngon á. Dạ, ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Ngồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ, không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau, xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau và trong thời gian gần nhất? Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò. Nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh với nó là mình cứ hẹn hò, nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất, đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời? Em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê. Nhưng mà chỉ được thời gian ngắn cái cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bọc đâu em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì ạ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên và
quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào, thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Và nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Cái câu nói này là: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á, mình không cần phải ví dụ như cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn, có thể làm hợp nhau về cái gọi là cách sống, chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè, một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm, còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà ba mươi mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh, mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Ok, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ. Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó, bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má, hôn má. Bấm nút. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút. Xin lỗi mọi người. Rồi. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút, còn em thì thế nào? Trong lòng của em á thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. Vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. Em không muốn là bấm để chơi, để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động, và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên, nhưng còn cái nợ ấy, thì nó thực sự ấy, nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút, và hai bạn ấy vẫn nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình, bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc mà các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cái chuẩn phản nhân này nữa, chết cha để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm chứ, từ. Cái gì? Em có men không? Dạ, em chủng men đó, chủng men đó. Tao mấy mối tình rồi mà. Đứng anh hết đất vài cái, lâu quá không kêu ai hết đất. Trời ơi, bao nhiêu cái chị? Em muốn hết nhiều hết. Em tên là Nguyễn Thành Giáp, năm nay 36 tuổi. Em sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên về tạo mô tóc. Quê em ở đâu? Em ở miền Tây sông nước á chị. Để em hò một đoạn chị đón em biết em ở đâu. Hò đi, hò có hò liền. Hò chiêu Cà Mau nhiều màu. Thôi biết rồi, em khỏi hò nữa em. Tới câu đó là biết rồi em. Em ở đâu chị? Cà Mau. Dạ không chị, em ở chợ Ô Vĩnh Long chị. Kỳ vậy. Hò Cà Mau ở Vĩnh Long. Tại vì cái bác mà hát bên này là Út chợ Ô. Trời đất ơi. Duyên, được. Dễ thương. Bây giờ em hò lại thưa nguyên câu, anh thích em hò đó. Nào. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm, mưa nắng giá dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ngọt dữ. Được. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào tất cả mọi người. Em tên là Mỹ Duyên, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cũng miền Tây luôn ha. Tiền Giang với lại Vĩnh Long sát bên nhau ha. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là em có thể chơi tất cả các môn thể thao. Tất cả các vật dụng trong nhà là em sửa được hết, làm được hết. Tủ lạnh, máy giặt em làm được hết.
việc nhà nấu ăn thì em cũng làm nấu ăn cũng được khá ngon. Còn điểm yếu của em là em khi mà em làm căng thẳng nên em cũng hay quên. Khi công việc của em chiếm thời gian nhiều cho nên là em hay đi trễ giờ dây thun anh Linh. Bây giờ bạn gái mình giới thiệu về công việc của mình. Dạ, em hiện đang làm tại công tác tại phòng nhân sự một công ty tài chính. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là dễ thích nghi. Em có thể sống ở mọi nơi. Dạ, còn điểm yếu thì em hay quên, đôi khi không có chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà em xin như vậy, công việc thì ổn định, tại sao em phải nhờ đến chương trình? Gì chắc lưỡi ghê vậy? Tại vì em cứ hỏi em câu này hoài mà em có câu trả lời, thiệt luôn. Mà như cái bệnh này nó lây lan chứ ơi. Giống như là nếu mà em có người yêu là em giải được là nguyền á, là cái tim sẽ có nhiều hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái tim ế luôn á hả? Đúng luôn chị. Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền đó. Ế mà có lây lan luôn nữa. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có chị, ba. Tóm tắt thì hai mối tình đầu thì xa quá không có hợp. Đúng rồi. Mối tình thứ ba thì em yêu đơn phương. Yêu đơn phương là cũng tính mối tình luôn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, thứ nhất là về ngoại hình. Em thích là khoảng cao 1m70 trở lên, nặng khoảng từ 70-75kg. Tức là không ốm, cũng không mập. Trai đủ tiêu chuẩn không em? Dạ em 1m73-69kg chị. Được không em? Thì 69kg thì hơi ốm nha. Dưới hơi ốm à? Không, 69kg là em cân buổi sáng á chị, buổi chiều tối là 71. Cũng được. Nhưng mà bên kia là ba mối tình rồi đó. Em mấy mối tình? Em hai mối tình chính thức, là yêu chính thức luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ ngoài cái chiều cao cân nặng rồi, em còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích những bạn nam sống có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và thương em. Đơn giản vậy thôi chị. Thương em thôi. Dạ. Hai cái kia cộng thương em. Hai cái kia cộng thương em. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Và nói nhiều hơn làm. Bên này làm tới 9 giờ, 9, 10 giờ luôn á. Cái nào anh nói làm là anh làm, anh có trách nhiệm với lời hứa anh lắm. Có thật xấu không? Xét về bản thân á, là em nói chung là khoảng 99% là hoàn hảo. Ồ. Tự tin là một đích thích cũng tốt. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ kêu anh 1m50 đến 1m6 là được rồi. Mặt dễ thương là được. Da trắng trắng, không cần biết nội trợ giỏi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ đó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều người bạn gái lười biếng nên vô mới có đứa bạn á, kéo đi bạn qua nhà bạn ăn uống nấu ăn á. Mấy bạn kia thì ngồi chơi bấm điện thoại lên Facebook thôi, ngồi xong rồi nhảy vô ăn thôi chứ không phụ gì hết. Nó lười biếng ha. Nó lười á. Lười dữ vậy thôi. Nhiều khi thân quá rồi để cho mình làm nữa. Đâu? Thể hiện thôi mà. Là bạn em đó hả? Dạ mấy bạn gái mà ế. Mấy bạn đó ế hả? Là bởi vậy hèn chi ế là đúng rồi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Năm sau tốt nhất chị. Mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Vàng bạc đầy đủ, tiền bạc nữa. Có luôn vàng bạc nữa hả? Nhà cửa có chưa? Có chị. Mình có làm dâu không em? Dạ không chị. Mình có đặt ra yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc ai sẽ là người quản lý? Thấy nếu mà nữ quản lý giỏi thì cho bạn nữ quản lý. Ủa sao tốt vậy, mọi thứ vậy mà lại ế ta? Lạ thiệt, nghe rõ không? Chị có nhìn kỹ không? Kỹ. Có men lì không? Nãy em thiếu tiêu chuẩn phải men lì nữa. Chết cha, để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm kìa, từ. Cái gì? Em có men không? Dạ em chuẩn men đó chị. Chuẩn men không? Có mấy mối tình rồi mà. Đứng lên hít đất vài cái. Lâu quá không kêu ai hít đất. Trời ơi. Bao nhiêu cái chị? Em muốn hít nhiều hết. Trời ơi, sát luôn, thấy chưa? Khỏe chưa? Dữ hả? Thôi được rồi. Quá dữ luôn. Rất là ví dụ nguyên bàn tay ha. Nắm tay anh này, anh chơi cái ngón cái vậy nè. Anh cong cái ngón cái lại vậy nè. Là người ta khỏe lắm á. Đó. Lực dồn vô cái lực ngón cái. Lực không ừ. Rồi cũng cong vậy luôn hả? Hay vậy? Dạ. Có khi nào làm cái cụp cái đi luôn không? Thôi. Thấy sao cong cong ngộ vậy? Tại... cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Cái nào nó cong cho làm ăn. Câu này khó hiểu quá. Thôi được rồi. Cái ngón tay để vậy nào mà này nó cong ngang vậy luôn nè. Một người làm tóc thì liên quan đến rất nhiều phụ nữ. Dạ. Anh nghĩ rằng ngày nào anh cũng nói chuyện phụ nữ hết. Thậm chí nói những lời rất là ngon ngọt. Dạ. Anh có ghen không? Ghen thì chắc chắn em ghen. Nhưng mà sẽ có chừng mực. Tại vì không ghen thì không gọi là yêu rồi. Nhưng mà vấn đề em đặt ra chỗ đó đó. Đúng rồi. Không, chỗ đó là cái chỗ mà ảnh hàng ngày tiếp xúc. Cái đẹp rất là nhiều. Còn có nhiều cô rất là xinh. Đúng rồi. Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai mà tại sao không dính ai? Em thắc mắc. Thắc mắc giúp em hỏi ảnh nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ đó thôi. Hít đất rồi mà em vẫn chưa yên tâm hả em? Dạ chưa chị. Khỏe lắm. Không. Hít mà anh nhắn... à, anh báo cho em là men chuẩn men 100%.
Thôi thôi thôi, để người thân người ta có ý kiến đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn. Nói về duyên á thì chỉ có hai từ thôi, đảm đang. Tính đến thời điểm này bạn Duyên đã có một ngôi nhà. Và mỗi một cuối tuần Duyên cũng về nhà phụ cha mẹ. Làm việc 5 năm với Duyên. Duyên từ một cô là chuyên viên, bây giờ đến bây giờ là phó phòng, và quản lý hơn 10 nhân viên. Thì cái điều này là rất là tự hào với Duyên, khi mà mình đã có một nhân viên rất là tốt. Và còn về bạn trai thì chị nghĩ là cái việc em chọn hay không chọn là quyết định của em. Và nếu mà chọn thì mình phải nghiêm túc với cái tình cảm này. Cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ, anh đối với anh ruột và chị ruột kiếm hai mấy đứa em. Xin chào anh hai MC, anh Quyền Linh và Cát Tường, quý vị khán giả, em gái. Theo chị nhận xét thì em gái dễ thương, nhìn cũng thông minh. Thì em trai của chị không phải là nó bị ế đâu, mà tại vì nó không có thời gian. Chứ nó cũng men đó, không phải là nó men. Những cái gì cái nhà nặng nhọc là nó làm hết á. Ở nhà chị thì lập gia đình hết rồi, còn mình nó út. Cũng má chị cũng kêu nó lập gia đình hoài. Nếu như lên đây hai đứa thông cảm với công việc làm, cho em làm buổi sáng đi, buổi tối rảnh, thứ hai tới thứ sáu em rảnh thì hai đứa hẹn hò đi chơi. Còn thứ bảy chủ nhật thì em rảnh em lại làm tóc. Đó, em hỏi phải tốn tiền cái khoản đó nữa. Có người làm cho em. Nếu em cảm thấy thông cảm được cái phần đó thì hai đứa có thể tìm hiểu và đến có thể đến xa hơn để cho bên hai gia đình vui vẻ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị dễ thương quá. Thôi bây giờ kéo màn cho kéo màn hai trẻ gặp mặt đi. Men là bao men rồi. Kéo màn lên. Nè, bao men nha. Ở đây hai người đàn ông đứng, coi chừng có một người hỏng men. Rồi, xin mời. Dạ, chào anh. Tiền có món quà để tặng anh. Lúc mà chưa kéo màn lên á thì trong đầu anh nghĩ là người phụ nữ trong nơi rất là dễ thương. Nhưng mà không giống vậy màn, anh. Nhưng mà kéo màn lên rồi á, nhìn em thì nó thật là không xinh. Vì em quá xinh. Thì cái nhìn mái tóc với trang điểm với đầm với đôi giày á, em kết hợp rất là hào hòa. Dạ. Nhìn em rất tươi. Dạ. Anh thấy tóc em để kiểu gì hợp? Đúng rồi. Thì để em đang hiện giờ tài em đang để tóc thẳng em kẹp cúp vô. Thí dụ em lấy tay em sửa thử một vài thứ cái được không? Nhưng mà từ từ với em nói trước cái, nhưng mà công bằng nói em thấy kiểu tóc này có đẹp không? Công bằng thì rất hợp với khuôn mặt em. Mặt em thì nhìn phúc hậu, dễ thương. Dạ. Để tóc nó cúp cúp nhẹ, nhìn nó dịu dàng. Dạ, tại vì tóc này là chị em làm. Nhà em là cũng hai tiệm tóc. Ồ. Cho nên anh mà chê cái là đứng lòng cho em rồi đó. Mai quá chưa có chê gì đó. Thôi vậy khỏi làm luôn. Thì lúc mà chưa kéo màn thì anh nghe em nói là em có tính hay ghen đúng không? Không có hay ghen, anh Linh hỏi em có ghen hay không thì em nói em sẽ ghen. Nhưng mà ghen có chừng mực. Quan điểm của em á, cái gì của em sẽ là của em. Còn cái nào không phải của em có giành giật thì cũng phải của em. Anh đó là quen ai là anh quen chỉ chú ý một người thôi, tập trung một người. Thời gian rảnh nhiều như đây đó là dành cho người mình yêu hết, chứ không có thả thính bất cứ một cô nào khác. Dạ, tới em hỏi ha. Em hỏi đi. Dạ, tại vì hiện nay á, em thấy có một số bạn nam có cái quan điểm là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp, không cần giỏi giang, mà chỉ cần là đảm đang, làm việc nhà thôi. Thì không biết là cái quan điểm của anh về vấn đề đó như thế nào? Biết dọn dẹp nhà chút xíu được rồi, đừng có bài thôi. Dọn đi, anh dọn được. Vấn đề chỗ này nè, bạn gái là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, thành đạt nha. Em có ngại khi đàn ông mà quen một người thành đạt như vậy không? Yêu nhau thì mình không có quan niệm là sẽ ai giỏi giang hơn gì hết. Dạ. Đó. Quan trọng là rung động hai trái tim với nhau thôi. Dạ. Nhiều người chồng người ta học thấp hơn người vợ, nhưng mà người ta vẫn ở hạnh phúc lâu dài. Em thì cũng vậy, chỉ cần là hai người hiểu nhau, yêu nhau, nói chung là công việc đối với em không quan trọng. Thì em nhận xét với anh thế nào khi buổi gặp đầu tiên? Em nhận xét thì anh cũng khá là điềm đạm. Thì trong tình yêu thì anh luôn, nếu mà yêu á thì anh có quan niệm là anh sẽ che chở, bảo bọc. Đó, khi nào mà có buồn gì em cứ gọi điện. À, anh em đang buồn vậy đó, muốn lên đó điện thoại cho anh. Dạ. Anh xem một phút bao giờ anh có mặt liền. Dạ. Hay. Anh trai hay quá rồi. Muốn con hát để nói lên cho như là vừa tỏ tình với em mà vừa tặng cho em. Anh sẽ là dòng sông
Đêm là biển rộng, anh sẽ là gió lòng. Đêm là mây bay, anh sẽ là nắng mai. Đêm là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để bước vào đời. Hay. Một bài hát rất là lãng mạn. Hay quá. Thôi thế này, mỗi người sẽ có 30 giây để nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ. Nói thật lòng mình nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Em nói trước nha. Dạ, em thì em rất là có thiện cảm với những người làm tóc. Tại vì như em nói rồi, nhà em là hầu như tiệm tóc. Và nhờ cái nghề đó mà em có ngày hôm nay. Cho nên là em rất là thiện cảm với anh. Thì nếu mà anh có cảm tình với anh thì cho nhau cơ hội để em chứng minh anh là chuẩn men. Nãy giờ vẫn còn nghiêm cái vụ không có men ha. Được rồi. Thôi bây giờ những gì mình nói cũng đã nói rồi. Nghe, nhìn tất cả mọi ý kiến của người thân cũng đã có rồi. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ, tại vì em có nghe đâu đó là cái cảm giác đầu tiên sẽ luôn đúng. Ừ. Mà cái cảm giác đầu tiên thì em có cảm giác là em với anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ là xem chương trình sẽ có rất là nhiều cô gái muốn bấm nút cho anh. Cho nên em muốn dành cơ hội cho những bạn phù hợp với anh hơn em. Chính xác. Trên truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có rất nhiều cô gái bấm nút cho bạn. Và cũng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì suy nghĩ của mình. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. 1m53 trở lên là được. Mấy bạn kia cao 65 rồi đó. Được không? 1m65 thì quá ok cho anh. Bạn có biệt tài gì không? Dạ em thì thời gian những lúc mà stress thì em hay chơi Rubik. À, có Rubik hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ có, em có đem theo không? Dạ có. À, đâu bạn chơi thử thôi. Ở đây chị qua coi với cái này chị khoái nè. À, thường á anh chơi cái này chắc phải tiếng mới ra. Mà em khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi. Hồi trước em chơi tùy Rubik nên. Dạ em tên là Phạm Đức Nhân. Em sinh năm 91 và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Tân Bình anh. Tân Bình bạn làm về gì? Dạ em đang làm về công việc là quảng cáo. Quảng cáo? Chuyên tổ chức event. Quê bạn quê gốc là ở đâu? Dạ quê gốc em ở Quảng Nam. Mời em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào toàn khán giả và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Hoàng Thụy Vi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên bán hàng và có một cái shop online riêng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể vẽ được rất là đẹp. Vẽ về cái gì em? Vẽ cái gì? Dạ, truyện tranh. Hôm nay có vẽ gì không? Dạ có. Vì vẽ gì vậy em? Cho mọi người xem với. Dạ. Quẻ hình tôi á. Đẹp quá ha, vẽ rất đẹp luôn quý vị. Một lát nữa cho bạn trai coi. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ, em có thể nấu ăn rất là ngon. Nhược điểm của em là hay đi ngoài đường thì hay bị mất phương hướng và hay thay đổi quyết định. Nó giống như là không biết đoán vậy ạ. Ví dụ như là mình bạn hẹn là ngày hôm nay là sẽ đi tới điểm đó, mình đã đồng ý rồi nhưng ngày hôm sau là mình thay đổi là không muốn đi nữa. Kỳ vậy, chết rồi mốt hẹn hò làm sao? Em trai ơi, nghe bạn gái chia sẻ vậy mình cảm thấy sao? Dạ bối rối chị. Bối rối hả? Mốt hẹn hò gần tới nơi thay đổi thôi đừng hẹn nữa. Rồi bạn trai, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì ngủ nhiều. Ưu điểm thì thích chơi những môn thể thao, thích đi du lịch. Khuyết điểm là ngủ nhiều thôi hả? Dạ, nhiều lắm mà nấu ăn dở. Có tật xấu gì không? Rùng quá không nhớ vậy. Chú Yên Anh ơi, con cũng ngủ nhiều nữa. Hả? Hả? Con cũng ngủ nhiều nữa. Ngủ nhiều hả? Rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không còn ăn gì trơn. Ngoài ra mình còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ dạ không. Nhiều đó thôi. Bây giờ mình nói về tình trường đi ha. Rồi. Dạ em có đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên thì kết thúc vào năm em ra trường là em không quen nữa. Cái mối tình thứ hai thì em quen trên mạng cho nên là bạn đó không có được tốt lắm. Cho nên là em cũng không quen nữa. Đã kết thúc cách đây hơn một năm. Rồi qua những cái mối tình đó mình rút kinh nghiệm gì không em? Giờ mình mong muốn như thế nào? Dạ qua những mối tình đó thì em mong muốn là sau này sẽ gặp một người hiền lành, biết chơi thể thao, biết chơi guitar,
không có bụng phệ, đầu hói, răng khẽ. Từ từ em, để bên kia nghe, bên kia choáng nhiều, nhiều từng từng món nè. Biết chơi thể thao? Biết. Biết chơi guitar? Biết guitar không? Không chị ơi. Không. Từ từ học. Không có bụng phệ. À, có luôn. Nhìn em. Bụng hơi bự. Dạ, không có đầu hói. Không có đầu hói. Quá hói. Hả? À? Anh có cao được 1m6 lông ạ? À, hơn 1m68. À vậy được. Em thích một người phải biết quan tâm đến bạn gái. Và khi mà quen nhau thì em muốn là gia đình của hai bên cũng biết nữa. Không giấu giếm ạ. À, tất nhiên thì quen nhau thì gia đình phải biết rồi. Tại vì lên chương trình thì chắc ai cũng phải biết rồi. Đúng rồi. Những gia đình biết mà hàng xóm, bạn bè, khán giả cả triệu người biết luôn. Điều này khỏi lo. Nếu mà quen thì một tháng gặp cỡ khoảng 2-3 lần được không anh? Được chứ, nói chung là... Sao tự nhiên em yêu cầu ảnh có 1 tháng có 3-4 lần vậy? Tại vì em thấy cái bạn trước á, sao mà cứ 3-4 tháng gì mới gặp 1 lần. Em nghĩ là không có thời gian thì cũng ham công việc như bây vậy. Bây giờ mình phải đòi 1 tuần 3-4 lần mình mới rút nhanh được. À, bạn trai tình trường như thế nào em? Dạ, em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình sau quãng sinh viên của mình. Thì cũng chia tay mối tình thứ hai cách đây được 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này thì cũng bận công việc nhiều quá, đâm ra cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, tìm kiếm ai hết. Bây giờ em muốn tìm một người bạn như thế nào? Dạ, em thì cũng chỉ cần người biết nấu ăn ngon và nói có giọng nói dịu dàng. Người ở trong này và công tác tại trong này. Cao thì 1m53 trở lên là được. Mấy bạn chia cao 65 rồi đó, được không? 1m65 thì quá ok với anh. Bạn có biệt tài gì không? Dạ em thì thời gian những lúc stress thì em hay chơi Rubik. À, có Rubik hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ có em. Có đem theo không? Dạ có. À đâu bạn chơi thử coi. Ở đây chị qua coi với cái này chị khoái nè. À, thường á anh chơi cái này chắc phải tiếng mới ra. Mà em khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi. Hồi trước em chơi tùy Rubik nên. Rubik mà nó trơn nó dễ thì em chơi trong vòng 45 giây. Còn mà cục này thì em chơi cỡ chừng 1 phút rưỡi. Rồi đâu thử coi. Đâu thử bắt đầu. Mấy cái này người mà thích chơi này là họ tỉ mỉ lắm á. Dạ cái này này nó sáng tạo, nó có theo một cái công thức của nó. Ừ. Thôi thua, mình không chơi được cái này đâu. Cái này cũng phải ghiền với đam mê phải không anh Linh? Đúng rồi, phải có đam mê mới được. Không, cái này nó cũng dễ thôi, nó có cái công thức của nó, mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là lanh lẹ thôi, chơi cái này để chúng ta có thể đỡ run trước đối phương rồi đó. Chúng em gặp cô kia em run á, em cầm chơi này vừa chơi vừa nói chuyện. Dạ. Rồi xong rồi đó hả? Dạ. Hay quá ha. Đó, đây. Chà, để hỏi bạn nữ rồi, ủa em biết chơi Rubik không? Dạ không. Rồi lúc mà em bị stress, em bị căng thẳng thì em sẽ làm gì? Em vẽ và đàn piano. Vẽ và đàn piano. Về mà hai đứa có gây lộn nhau, cãi nhau gì đó, đứa chơi đàn piano, vẽ đứa chơi Rubik. Bây giờ mình có cái chuẩn người bạn trai, cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, dạ giống như Kim Bum. Kim Bum là ai? Diễn viên Hàn Quốc à? Kim Bum là Kim Bum hả? Bên đây có Bum Bum được không? Dễ thương quá. Anh bên đây nó không giống Kim Bum đâu. Em không thích người đàn ông điểm gì? Dạ xịt nước hoa nồng nặc. Em trai có xịt nước hoa không vậy? Dạ có nhẹ. Có nhẹ thôi chứ không nồng nặc. À, với lại vô tâm, không có quan tâm gì bạn gái hết. Có không em? Dạ không anh. Không có. À, đừng có gia trưởng quá. Đây không có gia trưởng, kia có da thịt thôi. Kia hiền lắm. Gì nữa? Mũi cao, thích mũi cao. Thích mũi cao. Tôi thích mũi cao. Lo tôi coi tôi biết thôi mà chưa coi mũi cao không, lát qua coi lại. À, bây giờ mũi cao. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ 1-2 năm. 1-2 năm. Em có chịu đi làm dâu không? Được luôn đúng không? Khỏe. Cao không chị? Cao không? Cao được. Là cao. Bụng có bự không? Được. Hỏi không? Được, khoan để coi cái đã. Nhiều khi ngụy trang á, hiểu không? Được. Không, những người đầu hói là thông minh đó chị. Thông minh hả? Dạ. Em không hói, em cũng thông minh kìa. Mà bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ em thì chắc 1-2 năm nữa chị. Ừ, gia đình mình đang hối chị. Đang hối hả? Mình có sống chung với gia đình không em? Dạ không chị, không. Gia đình em đang ở quê. Có cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào không? Bên đây là nãy cái gì anh? Gì? Kim Bum. Kim Bum. Kim... em có mẫu người lý tưởng không? Không chị. Chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Tiền cưới vợ. Tiền cưới vợ của em hay của ba mẹ? Dạ của em. Được rồi ha, không yêu cầu gì nữa hết nha. Dạ không. Rồi ok, hợp lý. Ta hỏi ý kiến người thân đi.
Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn tên Trí. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi chào bạn. Về nhìn qua bạn nữ thì cũng rất là dễ thương, hiền, cũng rất là hợp với bạn Nhân. Còn về quyết định của hai của bạn, em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn bạn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị sếp. Chị sếp? Chị sếp. Rồi cho gặp sếp em này. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Em thấy bạn trai cũng được, mà tự nhiên là hai đứa. Thấy hợp không? Hai người hợp không? Dạ xíu xíu à. Ủa sao vậy? 70% mà. Trời 70% là nhiều chứ xíu xíu gì chị. Dạ còn 30% tùy hai đứa. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Kéo màn lên đi. Rồi các bạn cứ thoải mái nói chuyện đi. Em tên Vi không? Dạ. Em tặng hoa. Em cũng có này. Cảm ơn. Coi cái quà của cổ là cổ tự vẽ đó, em coi đi. Dạ. Đinh Linh coi đẹp lắm. Dạ, khá là đẹp. Bây giờ nói chuyện anh thấy em sao ạ? Khá là dễ thương. Luôn không biết hỏi gì luôn. Hỏi hai em thích ăn món gì, hai mình rủ nhau đi ăn chứ để hai đứa ốm quá. Nói chung về cái mặt ốm thì thấy hai đứa ốm cũng như nhau. Cảm nhận về nhau đi, cười hoài cưng. Vi thấy mình như thế nào? Dạ anh thấy em thấy anh cũng được. Vi ở Vũng Tàu hả? Dạ. Vi hay về quê không? Dạ có, thường xuyên. Vi ở quận nào? Ở quận 4. Mình thì ở trên Bình Tân. Nó cũng xa đấy. Cũng xa rồi hẹn hò sao? Thì thực ra thì mình cũng làm việc cũng bận khá là nhiều nên thời gian sắp xếp thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dạ không sao, một tháng 2-3 lần được rồi. Nói chung thì 2-3 lần là ít đó. Nên nếu như có cơ hội thì mình sẽ nhiều hơn. Dạ. Hiện tại mình ngồi với nhau mình cảm nhận về nhau như thế nào? Nhìn thẳng vào đối phương. Run. Thực sự ra nhìn là run, mà những người mà em run đó là những người em thích. Đó giờ em run nhiều không? Cũng ít khi lắm anh Linh. Tại vì gặp người mình thích thật sự nên mình có cảm giác rung động ban đầu là run, với lại có những khi mà có cái gì hồi hộp quá cũng hay run nữa. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về người đối diện? Em thấy anh cũng thân thiện, cũng dễ mến. Vậy cũng được. Rồi bạn trai nói một câu gì đi. Thật tình cảm nào. Anh cảm thấy em là một người anh đang tìm, thật sự là vậy. Khá là dễ thương, nhỏ nhắn. Anh hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu của em đề ra và sẽ không bỏ bê. Và như em từng nói mối tình trước là 3-4 tháng mới gặp một lần, anh sẽ không để ra xảy ra tình trạng đó và sẽ luôn cố gắng vun đắp để cho tình cảm được bền chặt. Rồi có thời gian chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha, vài phút cũng để cho đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nhau, xem là trái tim của ta đã có thổn thức gì chưa. Suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai em. Đấy, dễ thương nha. Kỷ niệm lần đầu gặp mặt, mời bạn hôn bằng nữ một cái. Để cho xin phép gì? Xin phép ai? Xin phép em cho anh được hôn má một cái. Hai, chúc các bạn hạnh phúc. Có một cái gì của hình nó cũng có nhìn một tí. Tại vì sao mình có của hình một chút mình cũng được điểm ưu điểm hơn chút xíu. Một người đó tính tình hơi trầm. Tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu. Để kìm em bớt lại. Kìm em bớt. Hoặc là lúc mà em nóng á thì cái người đó sẽ im lại, dịu lại. Thì lúc mà em bớt nguội rồi em bình thường rồi đó. Thì có thể là vậy, nói với em sẽ tiếp thu. Em là người tiếp thu chứ không phải là người không tiếp thu. Ai nói gì em sẽ hiểu. Tức là đang nóng. Đúng rồi, nhưng mà lúc em nóng á em không có suy nghĩ được nhiều. Em muốn cái người như vậy. Một cái người nữa là biết quan tâm. Trước hết là quan tâm em chứ. Em hồi xưa giờ là chị cả trong nhà, chị cảm giác như mình quan tâm mọi người nhiều quá rồi. Bây giờ mình muốn một người quan tâm mình chút xíu. Rồi quan tâm mọi người trong gia đình, quan tâm gia đình của anh đó và gia đình của em. Nói chung là em muốn một người như vậy. Rồi em có cái mẫu cụ thể nào không? Về ngoại hình, cái mẫu hình cụ thể nào? Ca sĩ, nghệ sĩ hay là người nào mà em hồi trước là em có đi nghe ca sĩ Hà Tuấn hát. Em thích cái mẫu Hà người Tuấn. Dạ đúng rồi. Hà Anh Tuấn.
Bây giờ em trai giới thiệu mình cho bên kia nghe nha. Dạ, trước tiên em kính chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia và tất cả quý vị có mặt tại hội trường hôm nay. Thì em tên Trần Trọng Nhân, em sinh theo nếu mà giấy tờ thì em sinh năm 1987 mà tuổi thật của em là sinh năm 1985. Thì hiện tại quê của em thì ở Long An, hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em tên là gì? Trần Trọng Nhân. Trần Trọng Nhân. Dạ. À, tuổi là 85 đúng không? Dạ. Sinh năm 85. Dạ. Nhân làm gì Nhân? Dạ em là nghề nghiệp chính của em là kỹ sư cơ khí và hiện tại em là làm việc văn phòng. Văn phòng là làm về gì? Bên giám sát sản xuất, bên công ty sản xuất, bên nhà kết cấu, nhà tiền chế. À, dạ. Sắt tiền chế này kia đó ha. Dạ. Là kỹ sư. Dạ. Mời đàn gái. Rồi, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào em. Em chào bạn bên kia là em dạ. Tên là Thanh Diễm. Hiện em 31 tuổi rồi, em cũng ăn được 31 nồi bánh chưng rồi. Em hiện đang làm việc ở Bình Chánh. Em làm Bình Chánh mà. Bình Chánh là nghèo. Kiểm soát viên ở một ngân hàng ở Bình Chánh. À. Kiểm soát viên. Dạ. Ở Bình Chánh, còn quê em ở đâu? Quê em ở Long An chị. Ở Long An? Dạ. Quyền nào vậy em? À, huyện Cần Đước. Anh biết. Ông Cần Đước, ông Long Can, huyện Cần Đước. Long Can, cầu Long Can đó đúng không em? Dạ. Ở ngay cầu Long Can không? À, gần đó nè. Rồi, nãy em nói em ở làm ở... Dạ, em đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh, dạ. Ở chỗ nào? Ở khu nghiệp Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân, có gần tuổi em gái không? Dạ, em làm ngay chợ Bình Chánh luôn anh. Dạ, chợ Bình Chánh em biết à, chợ đó em, tại vì thường về quê em thường hay qua chỗ đó lắm. Rồi là bên đàn trai mình là Nhân. Dạ. Sinh năm 85. Em xin chào chị ạ. À. Dạ. Nhân sinh năm 85. Làm kỹ sư. Dạ. Bên này Diễm. Dạ. 31 tuổi. Đang làm kiểm soát viên. Dạ, dạ. Ở Long An hết, cả hai bạn cùng quê. Dạ. Cái này mà đám cưới là gần tẹo à ha. Rồi bây giờ Diễm nói về bản thân mình, về điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh của em là một người khá sốc sắc, khá là tình cảm, rất là kiểu như một người của gia đình đó chị. Sống rất là nói chung là em chân thành, rất là chân thành, hiền giống anh rồi. Vậy còn nói chung là em có cái tính là mà em không biết nó gọi là sao, rất là bao che cái khuyết điểm của người thân của em. Ví dụ mấy đứa em á, nó làm gì em chửi nó sao cũng được á, nhưng mà người ngoài mà đụng tới nó là em sẽ chửi lại người đó thôi. Nói chung là không có được đụng tới gia đình em vậy thôi. Rất là yêu thương gia đình mình, trân trọng gia đình mình. Dạ đúng. Đó là điểm mạnh. Dạ. Tức là với những người yêu thương là mình sẽ hết mình. Dạ đúng. Bảo vệ cũng như là... Cho dù đó là lỗi đi, người đó làm lỗi nhưng mà em được nói thôi chứ người khác không được nói. Vậy còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là em có... chắc cũng có một vài khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất của em là hơi khó tính á. Khó tính. Không biết sao nữa, ai người đầu tiên nào nhìn em á thấy em cũng là bé này khó gần. Thực chất là người ngoài gặp thôi, em gặp người lạ thì em ít nói chuyện lắm, em không biết bắt chuyện nói chuyện như thế nào. Nhưng mà mấy người thân á thì em nói nhiều lắm chị ơi. Ủa nhưng mà chị thấy hợp lý mà, không ai mà gặp người lạ mà cười không, nó nói mà nhìn là... cái mà em cảm giác lần đầu tiên người khác nhìn em là nhìn khó gần, khó gần đúng khó rồi, tính chị. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó mình giống nhau. Dạ. Nếu ai gặp mặt chị nhìn đầu tiên thấy chị khó gần, khó chịu, khó ưa đó. Sao em cũng không biết. Hồi xưa lúc đi học ai cũng nói em là khó gần, chảnh như chân thật chắc là không có đâu. Tiếp xúc đi biết bị điên lắm, bị khùng dữ lắm. Rồi còn gì nữa, khuyết điểm gì nóng em? Tính chị, em rất là nóng cỡ nào? Hồi xưa em rất nóng tính, như chị tưởng tượng con nhím vậy. Bình thường rất là dễ thương mà nhưng mình đụng một cái là nó xù lông lên. Dạ. Nhưng, dạ. Xù tới mức nào? Ví dụ như là nóng tới mức là sang bằng tất cả rồi. Không, không chị, em không sang bằng tất cả gì đến đâu. Em chỉ nói chung là người em dễ biết lắm. Em nóng là người em phùng bự mặt lên vậy nè. Em không có nói. Nhưng mà tính của em là rất là thẳng tính. Có gì em nói đó à? Thành ra có nhiều cái lời nói của em là lúc mà nóng đó chị, là nói ra đúng rồi. Thì em cũng đang sửa đổi cái tính đó của em rất là nhiều. Sửa lại đi, gái mà nóng tính quá cũng không được. Bây giờ là em rất là giảm bớt cái đó, là em không kiểu như là những cái chuyện gì mà nóng quá em bỏ qua bớt lại. Rồi, giảm bớt, bớt. Đúng rồi, chị thấy lên là như vậy. Với cái nữa em rất là lười, không phải là lười mà lười làm này nọ. Em lười đi giao tiếp với mọi người lắm. Ví dụ như là đi làm, em cứ đi làm xong về nhà xong đi làm, cái tức là không ít giao lưu quan hệ xã hội bên ngoài. Nhằm khi bạn bè rủ đi chơi em cũng ít đi.
Vậy thì em đánh giá bản thân em là người hướng nội hay hướng ngoại? Hướng nội nhiều. À rồi. À, sao em giống anh thế? Anh cũng vậy. Vậy rồi. Dạ. Mời bên kia nói điểm mạnh và điểm yếu của mình nè, bên đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của em đó là không có hút thuốc chị. Thì rượu bia em chỉ uống ít thôi, uống chừng khoảng 1-2 lon là chắc quá cần câu rồi đấy, chứ không uống nhiều được. Rồi không có tính lăng nhăng. Rồi biết nấu ăn, biết làm những việc trong gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người thân, bạn bè và hàng xóm. Thì tốt. Dạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì trong những cái ưu điểm của em thì cũng có một phần khuyết điểm đó là không biết uống rượu. Nhiều khi trong công ty tổ chức á thì em cũng đi uống, mọi người cũng nói sao mày không biết uống, mày uống ít quá mày. Rồi ít nói, trầm. Nhiều khi gặp bạn gái, nhiều khi mới quen á, em cũng ít nói lắm, ngại không biết mình nói gì. Dạ. Thôi nhút nhát trước đám đông này kia ha. Dạ dạ. Rồi không được cao to đẹp trai như là những người mẫu anh Quyền Linh vậy. Em chỉ cao 1m65 thôi nha. À, nặng 60kg. Thế anh yên tâm đi, em đây cũng có mét tầm mấy. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, đầu hơi hói tí chắc thôi, có lẽ hồi xưa anh, nếu mà trường theo mà cái chương trình học á thì nếu mà mình học có sư phạm là 4.5 năm, còn học không sư phạm là 4 năm. Thì em đặt mục tiêu em chọn cái ngành học là 4 năm, và em đặt mục tiêu là học ra trường sớm á. Thì người đó do lúc đó còn phải học bài nhiều nên em uống trà là thức khuya. Thì người ta nói uống trà thì tốt cho tóc, cho da, thì em uống nhiều quá nên tóc em nó đi luôn hay sao? Tóc bị lại. Là đi rồi. Luôn là giống là hơi hói. À. Hói hiền hòa. Dạ. Hói dễ thương được chưa? Bên kia có phản ứng gì với hói không? Em có bị gì như thế, có cảm xúc gì với hói không? Dạ. Trước giờ em cũng chưa tiếp xúc với bạn phát khá nhiều nên em cũng không biết, nhưng mà chắc không sao đâu chị. Sao đâu, trời em ơi, chưa nhìn thấy ai hói nữa. Không phải, thật chất là người hói thì em gặp nhiều, tại vì em làm giao dịch viên ở ngân hàng á. Nhưng mà lớn tuổi thôi, còn em nghĩ chắc không sao đâu, có nói vấn đề ngoại hình của người khác em cũng không đánh giá nhiều. Hay đó, em phải thương yêu những người hói. Người hói rất là dễ thương ha. Cảm ơn Quyền Linh. Bây giờ mình sẽ cho biết được là mình có mấy mối tình rồi em trai. À, em nói mọi người chắc đây mọi người không tin đâu, 35 tuổi mà tới giờ em 34 chứ. Thì tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào mà sâu đậm hay là cái ấy lắm. Chỉ cần quen sơ sơ ạ. Sơ sơ là quen sao? Là trong đó là trong một lần đi du lịch ở công ty đi ở Vũng Tàu anh. Thì sau khi mọi người ăn tối cùng đi dạo biển ngắm biển ấy, thì tối về em cũng bật cái chế độ Zalo đó. Tại em càng quét xung quanh thì có quen ai không. Thì em cũng thấy cũng có người dễ thương đó, thì em có nhắn tin nói chuyện mà không ai nói chuyện, chỉ có một bạn đó nói chuyện với em thôi. Thì hai người cũng có nói chuyện, thì quen tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng thì em có nói với gia đình là người đó có gia đình, nên gia đình không có đồng ý nên em với bạn đó cũng giờ không có gì luôn. Vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ quen qua Zalo thôi. Quen qua Zalo 3 tháng. Dạ. Có gặp nhau không? Dạ không, anh do bạn đó ở xa nhà ở dưới Cà Mau thôi. Ủa vậy đâu phải tình yêu đâu. Dạ thì em chỉ có một mối đó nào hiểu. Mối thôi đó hả? Dạ. Thôi tội nghiệp không trời. À, Nhân ơi. Dạ em chào chị ạ. Vậy mình nắm tay ai chưa? Dạ đó giờ em chưa có quen ai, chưa nắm tay ai, chưa hôn ai luôn chị ơi. Không biết cảm giác làm sao. Chưa có bạn gái mà lấy gì nắm tay, quen Zalo mấy tháng đó. Dạ. Không gặp nhau luôn nữa. Dạ. Thiệt á hả? Dạ. Thiệt hả anh? Dạ dạ. Vậy năm nay anh nhiêu tuổi? 85. Dạ 34. 34 tuổi. Dạ. Trời ơi 34 tuổi mà chưa nắm tay ai bao giờ, chưa hôn ai bao giờ. Dạ, dạ. Trong công ty nhiều khi nó hay ghẹo mày, biết trai thẳng hay trai cong, mà em xác nhận em trai thẳng. Đúng rồi đó. Thẳng chính xác à. Ủa thẳng là mới quen cái người qua Zalo chứ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái vấn đề chỗ là không lẽ cơ quan em không có cô nào, hay là không có ai để ý em, hoặc em không để ý chung ai chắc à? Do cái nhược điểm của em như thế, người ta không có để ý tới hay sao? Không để ý hả? Dạ. Em cũng dễ thương mà. Anh thấy em rất là chân thành, rất là dễ thương á. Dạ. Thật thà nữa, chất phác nữa. Một kỹ sư cũng có gọi là uy lắm chứ đừng đùa nha. Dạ. Rồi đó là tình hình tình duyên ở đây là vậy đó, còn mới nói sao Diễm. À, còn tình trường của em thì như thế nào? À, em trước có quen một bạn cũng lâu rồi chị, cũng 3-4 năm rồi, thì mối tình nó cũng kéo dài được cũng 5-6 tháng gì đó. Do chia tay em nghĩ là phần lớn do em thôi. Tại vì lần đầu tiên mình quen mà mình đâu có biết thể hiện cái cảm xúc của mình. Mình không biết kiểu như là cái gì mình cũng không nói hết trơn. Thích cũng không nói.
mình không thích mình cũng không nói, thành ra cái bạn bên kia bạn cũng không biết. Thành ra đến một cái giai đoạn đó em cảm giác em mệt mỏi quá đi, thành ra chia tay cái mối quan hệ đó. Tức là cái cách thể hiện của mình không có biết cách thể hiện chị. Mình chưa yêu lần nào, dạ, mình chưa rồi. Biết cách thể hiện như dạ, thế nào trong tình yêu á. Rồi sau đó là không quen ai hết. Dạ, cũng không có quen ai, không biết tại sao, chắc duyên em nó kém hay sao. Chưa có quen ai luôn anh. Chưa quen ai chị. Mà cũng không ai để ý mình hay sao? Cũng có mà em kiểu như sao em không biết người em cảm giác là mình, người ta có gần hay là mình ăn nói chuyện không có duyên hay sao á. Chị đâu có, chị thấy là em rất là dễ thương mà. Em vậy hả? À, thì vậy thì sau cái mối tình mà em nói là chia tay lỗi do em đó, thì em có rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì không? Kinh nghiệm á chị, rút ra kinh nghiệm thì cũng có đó, nhưng mà chưa có người để áp để mình hy vọng hôm nay là sẽ áp dụng được ha. Và bài đầu và chị cũng chia sẻ một kinh nghiệm ha, yêu muốn gì phải nói, không thích cái gì cứ nói, đừng im lặng, đừng chịu đựng một mình người mệt nhất hết. Dạ đúng rồi, rất là mệt đúng không chị? Chị hiểu rồi. Rồi vậy thì hôm nay tới với chương trình, em mong muốn một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Em muốn một người là ngoại hình, một có một cái gì ngoại hình nó cũng ưa nhìn một tí, tại vì sao mình có ngoại hình một chút mùi cũng được điểm ưu điểm hơn chút xíu. Một người đó tính tình hơi trầm, tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu, để kìm em bớt lại, kìm em bớt, hoặc là lúc mà em nóng á thì cái người đó sẽ im lại, dịu lại, thì lúc mà em bớt nguội rồi em bình thường rồi đó, thì có thể là vậy. Nói em sẽ tiếp thu. Em là người tiếp thu chứ không phải là người không tiếp thu. Ai hiểu. Nói gì em sẽ hiểu, tức là đang nóng đúng rồi, nhưng thì mà lúc mà em nóng á em không có suy nghĩ được nhiều. Em muốn cái người như vậy. Một cái người nữa là biết quan tâm, trước hết là quan tâm em trước. Em hồi xưa giờ là chị cả trong nhà, chị cảm giác như mình quan tâm mọi người nhiều quá rồi. Bây giờ mình muốn một người quan tâm mình chút xíu, rồi quan tâm mọi người trong gia đình, quan tâm gia đình của anh đó và gia đình của em. Nói chung là em muốn một người như vậy thôi. Rồi em có cái mẫu cụ thể nào không? Về ngoại hình á, mẫu hình cụ thể nào? Ca sĩ, nghệ sĩ hay là người nào mà em hồi trước về em có đi hay nghe ca sĩ Hà Anh Tuấn hát. Em rất thích cái mẫu Hà người Tuấn. Như vậy. Dạ đúng rồi, Hà Anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Em rất thích cái giọng hát của ảnh, ngoại hình của ảnh. Nói chung là hình mẫu lý tưởng của em là như vậy đó chị. Là kiểu như Hà Anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Rồi lấy ý kiến anh đeo vô coi. Rồi giống rồi ha. Hả? Cái đó, cái yêu cầu anh đó thì em trai thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy từ khoảng 70% á. 70% đúng không? Dạ. Còn ngược lại em mong muốn một mẫu hình lý tưởng một cô gái như thế nào? Em chỉ cần một người bạn gái nhìn vào dễ thương, hiền, biết quan tâm, chia sẻ những công việc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Biết quan tâm gia đình, biết gì chồng gì con mà làm cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Rồi bền vững hơn. Rồi. Dạ. Cao thấp, nước da, cao thì tóc tai. Nãy em có nói em chỉ cao, không có cao lắm, em chỉ cao khoảng 1.5 thôi. Thì em chọn bạn gái khoảng 1.58 hay không? Em cao 1.5 chọn bạn gái 1.58 hả? Em cao khoảng 1.65 ạ. Dạ, 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 chọn bạn gái khoảng 1.5. Hết hồn luôn, đang ngồi tính luôn á. Rồi. Dạ. Ô, chào em chào anh. Dạ, em chào anh. Dễ thương quá. Một cô gái, em thích nước da trắng hay là đen? Dạ, đen đen ạ. Đen hả? Con này không có đen, con này rất là trắng, trắng luôn đó. Trắng em cũng thích anh ạ. Trời ơi. Mới nói xong. Bây giờ thích tóc tai làm sao? Dạ tóc thì ngang vai. Ngang vai? Dạ à. Vai, ngang vai hoặc là dài hơn. Có nhuộm chút được không? Nhuộm thì nhuộm màu, đừng có lè lè quanh, màu đen màu dẻ thì được. Nhuộm ai nhuộm màu đen? Nhuộm hạt dẻ ha. Dạ. Màu nâu nâu đẹp, nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy bên đàn gái là anh chịu rồi đó. Vấn đề còn lại là có một vài cái chi tiết mà hai bên gặp nhau sẽ bàn thôi. Em đã đến lúc mình muốn về chung nhà với một cái người mình yêu thương chưa? Dạ, dạ có chứ anh. Có rồi. Em đang sống cô đơn 30 năm rồi, em cũng đang muốn kiếm một người thôi. 30 năm cô đơn rồi. 30 năm cô đơn. Thế tội quá nha. Đôi khi là trong cuộc sống này quá nhiều cái người yêu thương mình mà tìm chưa ra. Em không phải là người có tính ghen tuông gì không? Ồ, em hơi ghen đó anh ơi. Với tuần đó em đang nghi lắm. Em hay nghi ngờ lắm, mà cái người mà làm cho em thất lòng tin rồi rất khó là cái kiếm cái lại cái lòng tin lại cho em. Dạ, cái đó cũng là một khuyết điểm của em. Khuyết điểm đúng rồi. Ghen chắc anh nghĩ em khỏi lo đi. À, thôi anh không tính lăng nhăng đâu. Anh chỉ yêu ai yêu một người thôi chứ không có tính lăng nhăng. Nhưng mà em có đầy đủ để tạo cho cô ấy là một cái niềm tin hoài hoài không?
Có chứ anh. Có em sẽ yêu cô ấy đến trọn đời. À, bởi vì nếu mà em không có chứng minh được mà sai một lần thôi là cô ấy không tin luôn á. Dạ. Tới mức như vậy luôn á, đúng không em? Không đến nỗi gì đâu anh ơi. Không nổi hả? Dạ đúng rồi. Nãy cái gì mà quá lắm á, em mới vậy thôi chứ bình thường thì không có gì đâu. Em không thích đàn ông mà tính gì? Nói nhiều mà làm không được á, em không thích như vậy. Thôi, rồi. Anh ít nói lắm em ơi. Không nói nhiều. Ít nói ế tới bây giờ luôn đó. Dạ, chắc vậy đấy. Vì ví dụ như là Nhân đi có bạn gái rồi nhưng mà lâu lâu lên Zalo quét nhẹ cho nó quét rồi tìm xung quanh rồi vậy thì em cảm thấy sao? Nếu mà làm gì? Chưa quen biết gì em không sao, nhưng mà quen em rồi mà làm vậy là em không chịu được chị. Dạ chị ơi, Zalo về em ít xài lắm, Zalo chủ yếu làm việc trong công ty thôi. Thật sự vậy là nếu mà hai người lắm. Có một mối quan hệ với nhau rồi thì phải kiểu như là đó, ta chưa có người yêu ta càng ghét Zalo. Thì phải tôn trọng với nhau, mình tôn trọng anh đó và anh đó cũng phải tôn trọng mình. Em rồi, ví dụ như là em thấy lên bạn trai em, ví dụ lên Facebook á, cứ vô cái Facebook của cô kia thả tim, thả like hoài thì sao? Cái đó không sao đâu chị. Không em sao cũng, đúng không? Em cũng thả like nhiều lắm chị ơi. Ừ, em là vua like mà chị. Đúng rồi, mình câu like này kia, like thả tim bình thường đúng không dạ, em? Dạ dạ dạ. Rồi, anh thấy cũng ổn á. Ổn, ổn dạ. Hợp, để em qua em giao lưu nhà trai nè. À xin chào chị Nam Thư ạ. Dạ. Dạ. Chào anh. Dạ chào chị ạ. Mẫu bạn gái mà cái điều gì ở bạn gái mà anh không thích à? Đó là tính lăng nhăng chị. Em tính em không có lăng nhăng nên mẫu bạn gái cũng không có thích lăng nhăng giống mình. Lăng nhăng? Dạ. Yeah. Không thích bạn gái lăng nhăng. Dạ. Yeah. Rồi cái gì nữa? Ví dụ như là không thích bạn, có thích bạn gái say xua, chân diện quá hay là hay bà tám, rồi ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì nãy em nói là khoảng từ 1m58 1m6 chị. Rồi rùng quá em không biết nói. Rùng. Bên đàn trai hơi rung á. Hơi rung ừ. Dạ. Tại lần đầu tiên xuất hiện tới công chúng đó mà. Dạ. Anh nghĩ là bản thân mình có cái tật xấu nào mà xấu nhất không? Xấu hả? À? Em hả? À? Xấu chắc em cái gì cũng nhanh chưa? Em làm nhanh, ăn nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, cái gì cũng nhanh á. Làm gì cũng nhanh hết? Dạ. À, là bạn nghĩ đó là tật xấu của mình hả? Dạ, dạ. Như khi người ta không thích mình nhanh. Từ nãy tới giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện, nghe Diễm bên này nói chuyện thì dạ. Anh tưởng tượng ra Diễm bên này là một người đơn giản. Dạ, em nghĩ chắc là bạn ấy là một người xinh xắn, dễ thương, hiền. Xinh xắn, dễ thương, hiền đúng dạ, không? Dạ. Có muốn gặp liền không? Dạ, muốn liền chứ vậy, chị cho dạ. Em đứng lên. À, vậy. Muốn gặp liền đúng không? Dạ, em đứng luôn. Nhưng mà trước khi gặp Diễm thì mình đi qua bên gia đình cái này. Gia đình dạ. Hai bên nè. Dạ. Diễm, hôm nay em tới đây em đi tham gia, em đi với ai? Em đi với chị họ với bạn làm chung á chị. À, chị họ và bạn làm chung của Diễm. Xin chào người nhà của Diễm. Nói được đây. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Dạ, em chào dạ. Chị ạ. À, chào bạn Nam. Em thấy sao? Em thấy bạn Nam bên đó là sao? Dạ, em thấy cũng được. Thì theo như em đánh giá thì là bạn cũng khá chân thành. Dạ, hợp với Diễm không? Em thấy hai người là khá xứng đôi. Khá xứng đôi dạ, hả? Cảm ơn em nha. Em có cần góp ý gì cho trai lên đây để có thể hoàn thiện hơn với cái vai trò yêu của bạn em không? Em nói là em của em á là một cô gái rất là ngoan và hiền. Mặc dù là chị cả trong một gia đình á thì là lúc nào cũng nói chung là cái xu hướng là lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho gia đình hết, nên là Diễm thì cũng cần một cái người để mà yêu thương và chăm sóc Diễm, thì là một người đàn ông đó thì là phải có cái bản lĩnh đó, thì em nghĩ là như vậy là được rồi. Cái tính cách của chị em cũng giống như anh vậy đó, cũng cần một người như thế. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi có nói với người nhà mà do bận việc nhà, em nói đi với lại anh bạn đồng nghiệp. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với Nhân, cũng là anh kết nghĩa với Nhân. Thì tính Nhân rất là nhút nhát, làm việc mà trong cơ quan thì nhiều nữ nhiều lắm. Công ty sản xuất binh kết cấu thép là nữ, công ty Đại Dũng á thì nhân viên cũng có ngàn công nhân viên á. Mà anh Nhân rất là nhút nhát, mỗi lần giới thiệu anh gì là anh sợ anh trốn à nhậu hay là phải giới thiệu bằng nữ nào là anh trốn. Mà hôm nay anh đi là nói thôi mấy anh em trong phòng nói đi, anh cũng trốn, không chơi biết luôn. Anh nói thôi hôm qua mình anh đi thôi, đừng nói ai nha. Chụp hình, anh chụp hình thôi, anh cũng đừng gửi ai biết nha.
Anh nhắc cực kỳ luôn. Mà anh được cái là anh rất là thích sưu tầm vàng. Sắm vàng không mà làm xong còn tiền bạc gì cái sắm vàng không mà không làm gì hết á. Hay đây, cái này hay à. Đúng rồi, anh rất là thích về nghiên cứu về vàng. Thì em thấy là hai bạn cũng hợp. Thì Nhân rất là nhút nhát, và bạn Diễm thì làm ngân hàng nữa, thì quản lý tài chính nên tốt với Nhân. Thì hai bạn cho nhau cơ hội là nếu được thì Nhân cũng muốn vợ rồi. Thì nếu bạn hai bạn cho nhau cơ hội thì cuối năm này thì mình tiến tới luôn cũng được. Anh thấy Nhân gọi là dự trữ vàng nó nhiều nhiều chưa? Dạ nhiều lắm anh Linh ơi. Nhiều lắm, ảnh là trong cơ quan mà sáng vô hỏi Nhân ơi hôm nay vàng lên hay xuống Nhân. Anh không nói, kia trưa trưa anh coi vàng vô bao nhiêu anh biết hết. Được ha, người đàn ông là có chuẩn bị hết rồi đó. Vậy là khỏe về cái việc là làm kinh tế rồi. Tài chính Nhân rất là mạnh á. Rất là anh mạnh. Nhân trong công việc anh rất là giỏi, anh học trường đại học mà 4 năm, anh đặt mục tiêu là anh học 3 năm rưỡi ra trường. Và anh định đi qua Nhật làm. Mà anh học tiếng Nhật thì anh N mấy rồi, N4 sao ạ. Anh định học, anh đi luôn mà sau đó bị trục trặc gì đó nên anh không đi được. Rồi, cảm ơn anh đã cho biết những bí mật của Nhân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Cố lên, mạnh mẽ lên Nhân nha. Bắt đầu đi Nhân. Thì hôm nay đến chương trình anh có hai bữa phần quà là xin tặng em. Đó là một cái cây son mà anh không biết em thích màu gì, anh chọn đại cái màu hồng, anh hy vọng em sẽ thành cái màu giống như cái màu trên môi em đang xài sao á. Hy vọng em thích. Dạ. Xin tặng quà, đây là một cái chiếc chiếc nhẫn á. Dạ. Thì anh muốn tao tặng em để anh muốn muốn tặng anh em hả? Đeo cho em hả? Em là sao? Bạn gái của anh ấy và cái người yêu tương lai và người vợ sau này của anh. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Đeo vô. Để nó đi, anh từ từ đeo cũng được. Đeo đi. Vàng anh mới mua sáng á. Đúng rồi. Dạ, vàng nó lên 4 mấy triệu rồi đó. Đi. Dạ được rồi, được chưa? Em thì không có gì, em chỉ có một cuốn sách này thôi. Thì sách em đọc em thấy rất là hay, em không biết anh đọc chưa. Thì em đọc em xong rồi em cảm thấy là có nhiều cái để mình học hỏi. Như là một vấn đề thì nam nghĩ sao mà nữ nghĩ sao. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Với lại anh có thể nhìn vào mắt em chút xíu được không? Em bớt run chưa? Không có gì hết. Em định khoe là em mới mổ cận thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Đấy, một cái tự nhiên như thế nha. Bắt đầu đi các bạn. Xin chào em, nãy giờ anh cũng có chia sẻ hết những cái ưu nhược điểm tính cách và cái cá tính của anh á. Thì em nghĩ anh là những người như thế nào? Thấy anh hơi chậm tính, có khả năng là phù hợp với yêu cầu của em đó. Dạ, anh thấy có em, anh cảm ơn em. Kiểu như nói thì anh thấy em có phần dữ không? Không, anh thấy anh hiền mà, cười dễ thương nữa. Đó là chưa biết em thôi đó, em mà thân rồi anh sẽ biết. Thường rảnh đó, anh làm gì? Anh nói chung anh đi làm từ thứ hai cho tới thứ bảy. Thì tối buổi tối rảnh nếu mà không tăng ca thì anh chỉ lấy sách anh học tiếng Nhật. Anh tiếng Nhật cố gắng học tiếng Nhật để học tiếng Nhật anh học cũng nay cũng 3 năm, anh bỏ khoảng 3 năm rồi nhưng mà quên. Giờ anh lấy đà anh học lại thì chính lúc nó cái kiến thức nó vẫn còn mà anh quên. Nhưng mà mình học để mình học kiểu như là để học mình biết hay là mình học để mình sau học này anh để có sau này nhu cầu cho cái nhu cầu trong công việc sau này nữa. Công việc anh có nghĩ, có nghĩ có. Là sau này có du lịch hay là gì không anh? Có đi du học hay là gì không? Không, anh không, anh chỉ học để đi làm thôi. Dạ. Sở thích của mình thường thường mình đọc sách như vậy hả? Mình có đi đâu không hay là không, nói chung bữa tối anh không có đi đâu do không có bạn gái, nhiều có bạn gái cho anh đi nhà nhiều á. Mình ở đó luôn hay sao? Anh thì quê ở Long An, nhà anh thì ở dưới thành phố. Quê Long An là khúc nào vậy? Nhà ở nếu mà ở huyện nhà ba anh thì ở huyện Thủ Thừa. Thủ Thừa. Ở nhà cô anh thì ở tỉnh Long An. Ở thành phố Tân An. Nhà mình là anh cả hay sao vậy? Anh thứ năm trong gia đình. Thứ năm. Nhà mình có mấy người? Nhà anh thì có ba anh này, mẹ anh thì đã mất lâu rồi, này chắc cũng khoảng mấy năm rồi đấy. Dạ. Rồi chị anh thì anh và hai người em thì tất cả đều có gia mình đình. Mình ở đây là ở nhà trọ hay sao? Anh thì anh ở trọ đây, cuối tuần anh này về quê lắm.
em tại vì nhà em là gần đó, gần Bình Chánh, từ nhà em xưa lên nhà Bình Chánh thì cũng khoảng 10 cây cái khúc Gò Đen á. À, thì em lên đó thì sáng đến chiều gì em ở với ba mẹ. Hiện giờ em đang ở với ba mẹ không? Dạ anh ở đó luôn á. Ba mẹ thì nhà có ba người thôi, ba em có ba người gái thôi. Yeah. Em là chị cả, thì do cái tính em là chị cả mà cái gì em cũng lo hết trơn á, cho nên là nếu mà sau này mình có quen nhau em có hiểu nhiều em sẽ nói nhiều lắm luôn á, và quan tâm thái quá hay cằn nhằn á anh. Yeah. Nếu mà được thì anh thông cảm giùm tụi em, tại vì cái tính đó anh nghĩ đó xưa chắc không rồi. Sao đâu, đó do người ta thương mình ta ấy, không mình nhiều ta mới người quan tâm không thích phụ nữ cằn nhằn anh ơi. Em cũng biết như vậy nhưng mà cái đó là bản tính mình rất là khó sửa. À anh nghĩ đó không sao. Vậy anh có thể cho em biết là nếu mà muốn một mối quan hệ lâu dài thì anh nghĩ là mình cái mối quan hệ thì cái yếu tố nào quan trọng nhất? Em thì quan trọng mình phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc tới người mình yêu. Dạ. Quan lo tâm lắng. Cho... Em và nghĩ chia sẻ những khi một cái nữa là phải tạo cái niềm tin cho nhau nữa. Đúng rồi, phải biết tôn trọng nhau, tin tưởng. Tôn trọng, niềm tin. Thì nếu mà sau này mà có quen nhau em có cái gì mà nóng quá, thật sự là nóng, em nóng lên em không biết gì đâu, em nói những cái rồi là làm người khác tổn thương lắm luôn á. À, yeah. Thì mong là anh thông cảm giùm em, thật chứ. Yeah. Em lúc đó em không biết gì đâu. Okay. Nhưng mà xong mà nguội rồi em cảm thấy em có lỗi là em sẽ năn nỉ, em sẽ xin lỗi lại. Yeah. thì anh có câu hỏi gì em không, có muốn em nếu không? Mà nếu muốn tiến tới hôn nhân thì em nghĩ khoảng bao lâu? Em nghĩ là phải để tìm hiểu đã. Ừ. Nhằm khi mình gặp nhau gì mình cũng không biết đâu, phải tìm hiểu nhau. Nhằm khi anh thấy em như vậy chứ tính tình của em anh chưa biết được, khi anh nói vậy thôi chứ gặp thương ấy. Cười anh tiếp xúc với em nhiều em sợ anh không chịu được em thôi. Yeah. Rồi em muốn nếu mà cưới nhau thì em muốn có mấy đứa con à? Cái đó em không biết nói trước được, thì tới đó tính anh thôi. Yeah. Yeah. Rồi thôi bây giờ mình làm một cái hành động để kiểm tra cảm xúc của mình ha. Yeah. Mời hai bạn mình đứng lên nha. Rồi bây giờ mình nắm tay nhau đi. Đây chị cầm sao cho, đây chị cầm cho đó, nắm vô. Trời ơi nắm tay gì? Bạn gái mà không hỏi nắm sao, đây ta chưa có bạn gái mà. Rồi mình nắm và mình nhìn vào mắt nhau nha. Xem thử cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Em thấy anh nó đang rất là run luôn á. Em run mà anh run nghe em nữa. Tại vì nó hồi chưa nắm tay bây giờ. Thật nhiều quá vậy. Rồi có thể hát một bài đó tặng bằng nữ gì đó. Thì anh thì tính anh hát. Ủa, không sao? Buông rồi, buông rồi, nắm nó đi. Chưa mà. À, anh kia nắm nữa, mình nắm nữa. Cứ cảm giác chúng ta để đó khoảng dừng vài phút đi. Anh thì hát không có hay, anh như trong công ty thường mà mọi người đi hát anh chỉ vô anh ngồi anh nghe thôi. Thì anh đang hát anh tặng em một bài, nếu mà em thuộc thì hát cùng anh nha. Yeah. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh, buổi hẹn hò còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Rồi em xin hết. Yeah. Dễ thương lắm á, có ai hát vậy lắm, đừng giỡn nha, có duyên lắm á. Dạ cảm ơn anh. Anh về chỗ đi. Chắc là sau khi nắm tay thì mình hiểu được cảm xúc của mình như thế nào rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bước hết sức quan trọng là bấm nút đó. Xin mời cả hai bạn mình đặt tay vào nút bấm. Một lần nữa chúng ta kiểm tra lại con tim của mình, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cho mình một câu trả lời. Người ngồi đối diện mình, cho mình một câu trả lời là người ngồi kế bên mình có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không. Nếu đúng là một nửa của mình thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả, nhưng cơ hội đó lại cho người khác. Tất cả mọi thứ trên đời này có thể thay đổi, duy chỉ có cảm xúc của bản thân mình là không bao giờ thay đổi thôi. Và hãy luôn trung thực với chính cảm xúc của mình, đừng vì một điều gì cả mà bấm nút nha. Rồi bạn chưa đến luôn em. Chờ lâu quá em bấm luôn. Em làm lâu quá Thư ơi. Em làm lâu quá hả? Oh my God. Em đợi lâu quá. Lâu quá đúng không? Tính em diễn cũng nhanh á. Ừ, diễn nhanh á. Nhưng mà khi lấy vợ có những điều không phải nhanh được nha. Dạ. Là gì anh? Chăm sóc vợ phải từ từ. À. Chăm sóc nhanh quá mình giống như là
Em biết làm... có lệ không được nha. Đó, em biết rồi. Rồi nắm tay nhau đi. Mà làm có lệ. Nắm tay nhau đi kìa. Nắm tay phải lâu lâu. Chứ không phải nắm tay rồi buông liền. Nắm hai tay cho chắc à. Đó. Nghe, nghe đi, chứ các em làm chủ gia đình quá. Em ơi, đúng rồi, ảnh hiền lắm. Em là anh em là đúng thương. Làm chủ gia đình luôn, em làm chủ cuộc chơi này luôn đó. Trời, em làm chủ nguyên cái bọc vàng ở nhà luôn đó em. Ê nè, anh mua được nhiều cây rồi. Dạ. Đủ tiền cưới vợ. Đủ tiền cưới vợ. Rung không? Nãy tay rung không? Tay còn rung nè. Nắm hai tay cho bớt rung, rung quá là nó không giảm gì rung. Trời ơi trời, thấy thương ghê. Dễ thương xong quá. Xong rồi nắm hai tay mà vẫn còn rung dễ sợ luôn vậy đó. Rồi, bây giờ mình làm tới cái việc này là rung hơn nè. Mình phải thực hiện một cái thủ tục quy định của bảng hẹn hò. Hãy dành cho nhau một nụ hôn ngay tại sân khấu này như đúng là rồi. Một bằng chứng chứng minh cho tình yêu sắp tới của chúng ta. Xin phép quý vị khán giả và anh Quyền Linh diện thưa cho em hôn bạn gái một cái. Trời ơi. Dễ thương không? Ảnh rung lắm. Rung lắm. Ảnh rung mà cảm thấy anh rung bập vậy nè. Đây là giống như từ xưa giờ lần đầu tiên luôn đó. Dạ. Ủa sao buông tay rồi? Nắm nữa. Vô níu vô hai tay luôn. Ừ nắm vô. Không có được buông nha. Thấy thường quá à. Nè, cái chỗ cần đước với thụ thừa đi gần nhau lắm nha. Dạ giáp luôn nha. Giáp luôn á, sát dạ, bên á. Nè, bữa chiều em có đi đâu? Đi làm về em có đi đâu? Dạ thôi, đi đâu. Anh xuống nhà em được. Dạ được anh. Được luôn. Hai người nói chuyện luôn đi. Chịu đi. Thấy hợp lắm, đứng xuống luôn. Chịu xuống luôn. Dạ không được đâu, bà em khó lắm. Gì vậy? Giờ xuống luôn hả? Rồi giờ xuống luôn hả? Ở gì từng sao á? Từng sao em về nhà anh chơi. Dạ dạ. Tuần sao em về nhà anh chơi hay anh về nhà em chơi? Em về nhà anh chơi. Ủa anh về nhà em chơi. Bạn gái về nhà em chơi. Rồi. Dạ, dạ, bây giờ ba với mẹ đang xem chương trình đó. Đúng rồi. Em hứa gì đi, bên đàn gái nó đang xem đó. Nói em gì hứa với gì đi. Mọi người. Dạ, hứa với gia đình bác gái và ba bạn gái và mẹ bạn gái. Dạ bạn gái đang người ta đang coi truyền hình đó. Dạ, dạ. Nhìn như đó nói. Dạ bạn gái luôn. Em bắt đầu nó lại nè. Em xin hứa với gia đình bạn gái là với bạn gái là em sẽ yêu cô ấy đến trọn đời. Em sẽ vì cô ấy và vì con để chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống á để giúp hai người hiểu nhau hơn. Ảnh nó rất là xúc động và tinh thần. Dạ dạ. Rồi. Được đấy. Dễ thương lắm. Em về em gọi là trao đổi làm em chủ để cho cuộc đời của anh nha. Dạ, dạ. Dạ. Đừng có để là đàn ông sao hỏa nha. Đàn ông đang ở hành tinh này vậy, đó. Tối nay anh sẽ đọc. Rồi. Ông hiền mà ông thương dễ sợ. Giờ bạn gái rồi mà xíu em cho anh số điện thoại nha. Bây giờ chúng ta đến đây để xem phim nè, để yêu nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng đang chờ các bạn. Dạ, xin cảm ơn anh. Vé đâu anh? Này vậy mà. Hả? Vé đâu? Cái này là cái đại diện cái vé. Đưa cầm này tới. Xong xíu hả? Xuống dưới ban tổ chức đổi vé cho nha. Anh tưởng người có vé thiệt. Đó tới cũng được á. Được, người ta đủ đi, không có vé. Không có đủ đâu. Trời đất ơi. Đây nè, đây là cặp gối. Cặp gối của nệm cao su Vinalatex và một phiếu giảm giá 50% dành cho các bạn. Dạ. Cảm ơn. Gửi tặng đến các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Alatix nhập khẩu từ Thái Lan. Đây. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị sản phẩm lên tới 7 triệu đồng. Dạ. Một món quà của Việt Nam, cacao mật của đất. Hy vọng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những thanh sô cô la này. Em cầm đi cho nhẹ. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và chiếc TV này sẽ nằm trong nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Rồng quan rất. Rồi một lần nữa cảm ơn. Cũng biết lắm ha. Cũng hài hước lắm á. Còn luôn cây son, cây son bỏ vô túi nha. Thôi bỏ vô túi nha. Bỏ túi em. Về mã đánh chứ không phải ông đóng nha, đánh nha. Rồi. Em đánh lộn á. Em sẽ đánh. Chúc mừng tình yêu của hai bạn một lần nữa. Xin mời hai bạn. Đây. Để cho bạn gái đi trước đi. Em đi trước đi bé. Bao giờ cũng theo bảo vệ bạn gái nha. Ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa ha. Dạ. Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được. Thì hiện tại ba nhà, gia đình nhà cũng hối dữ lắm rồi chị. Và lại là ba cũng già. Ba là đang ở đâu? Dạ ở Quảng Ngãi, quê vậy. Dạ ở quê, nhưng mà lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Dạ chắc tương lai gần thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, dạ chưa biết tính sao đi ha. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. À, có nghĩa trong năm nay mà vẫn lấy vợ kịp thì là ba lo. Dạ. Còn không lấy vợ kịp thì những năm sau là tự lo. Dạ. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Dạ, đúng rồi. Năm nay lấy luôn có kịp không?
nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa, ngoài mấy cái chuyện nhuộm tóc, nhuộm đồ? Dạ, nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Chuyện. Dạ. Thích phụ nữ hiền hay là dữ? Phụ nữ dữ, dữ chút chị. Dữ tại vì ở nhà là hiền, ở ngoài là được thì dữ chút. Vậy thì sau này về kinh tế trong nhà ai sẽ quản lý? Chắc bạn gái quá, em thì dữ được. Vợ, bạn gái quản lý gì? Vợ. Rồi, chào em giới thiệu cho mình chị. Đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Phượng Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi và quê em ở Quảng Nam. Và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Dạ. Rồi. Em tên gì, em giới thiệu rõ là gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Nguyễn Thị Bích Hà hả? Bích Hà. Dạ, đúng rồi. Rồi nghe rõ chưa em trai? Dạ. Rồi nhớ tên nha. Bích Hà 29 tuổi nha. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin kính chào anh Quỳ Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi và sinh sống, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Dạ ở quận Phú Nhuận chị. À ở Phú Nhuận. Em tên là Hội hả? Dạ. Bên kia là Hà hả? Hội Hà. Hội Hà. Hà Hội, Hội Hà. Rồi ưu điểm của hai bạn là gì? Mời Hội đi, Hội đi. Dạ. Dạ ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Hả? Nấu ăn ngon chị ơi. Còn gì nữa không em? Dạ không hút thuốc. Gọn gàng sạch sẽ thì. Ừ. Sạch không? Sạch. Sạch không? Sạch. Khuyết điểm còn ưu điểm nào nữa không? Chắc hết rồi chị. Rồi vậy khuyết điểm? Khuyết điểm là nhiều lắm chị ơi. Khuyết điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ không? Lớn lắm. Các bạn trong phòng kêu ngủ ngáy dữ. Máy cưa luôn á hả? Hai em. Dạ. Máy cưa luôn á hả? Thì ai ngái không cưa á. Cưa dài đó chị ơi. Cưa dài luôn hả? Lúc nào cũng ngái hay sao anh? Kìa. Lúc nào cũng ngái hay sao? Không, nghĩa là mỗi lần đi nhậu á về đó hơi mệt nên người nên ngái nhiều không? Chị có nhậu là chị ngái thôi đúng không anh? Đúng rồi đúng rồi. Bình thường tưởng là bình thường ngái, nhưng mà nhậu thì ngái nó có cưa. Rồi còn em gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi trời ơi sao mà chậm vậy? Là em nhậu hay nhiều chị? Ăn nhậu nhiều. Ăn nhậu nhiều bởi vậy ra ngái nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự chị ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ ưu điểm của em thì mọi người hay nhận xét em là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Dạ. Do là thứ nhất là cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không cứ quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó cách nhau chỉ có 100m đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ. Cái đó là em cũng không biết. Nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100m người ta. Như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Bởi vì cách nhau có 100m đường chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Đó là tính mối tình không? Dễ diễn ra lắm. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó chị không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Bởi vậy bây giờ mình phải làm nhân vật chính nha cưng. Mình không có làm nhân vật kiếm thêm của người ta nha cưng. Dạ. Quyết chí. Bạn trai bên đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách đây 4 năm, đó là vào thời sinh viên chị. Và chia tay là do em cũng có tính hay quên, hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Ồ. Dạ. Quên có lần hả? Dạ quên nhiều lần anh.
nhiều trời lần ơi. Nhưng mà gộp lại là cái đó là bảy rồi. Em quên lần còn phải tha thứ được, quên nhiều lần là bảy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án gì. Trời ơi, phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của Bắp chị ơi. Cùi Bắp à. Rồi không có thôi xong gì hết trơn á. Đừng có đổ thừa cho Cùi Bắp với Cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn. Hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được một lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm? Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có một lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi, cái này chắc chắn ngồi để kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ nếu mà lấy, bây giờ nếu mà bữa nay có bạn gái là phải quan tâm chăm sóc người ta nhiều hơn nha. Dạ đúng rồi chị ơi, chứ không ế với giết vợ. Bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Không có hẹn, lỡ hẹn nữa nha. Không có kiếm thêm nữa nha. Giờ không còn tuổi kiếm thêm nữa đâu. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65, thân hình ok, rồi được. Còn em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ anh Hứa Vĩ Văn. Cỡ Hứa Vĩ Văn mới chịu hả? Hứa hả? Tại vì em mê trai đẹp. Còn về... chắc chưa hứa được đâu. Rồi gì nữa? Về tính tình đó thì em đặc biệt ghét người gia trưởng. Gia trưởng là em không thích. Và người gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng đó, mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi mà. Miền Trung cũng có gia trưởng đó. Dạ cũng có ít đó anh. Miền Trung, miền Như... Bắc là khu vực gia trưởng hơi nhiều. Dạ anh có gia trưởng không ạ? À, không em. Dạ, anh không vậy thì được. Rồi. Anh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nói. Thôi nói chung lại bên đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo, sạch sẽ, chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Em có em ghét điều gì ở người bạn trai? Chuyện ăn nhậu em có chịu không? Dạ nhậu thì ví dụ như nhậu để giao tiếp thì được, chứ nhậu mà đàn đúng bạn bè thường xuyên thì em không thích. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được mà. Được không? Hứa thì kìa. Bỏ nhậu em do không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơn cũng nhậu hơi bị nhiều. Mà có thể là giảm được. Có thể giảm được. Dạ. Phải tự tin, phải tin hứa rồi lên cho người ta có niềm tin. Rồi phải dành cái thời gian cái gì nhậu đó, nhậu quá bởi vì mới lú lẫn mới hay quên á. Mới quên. Hứa cái gì hứa? Người ta gì hay quên hứa gì? Hứa chắc chắn không quên đâu anh ơi. Không quên. Rồi vậy hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản thôi chị. Cái ngoại hình thì dễ nhìn. Ăn nói thì biết kính trên nhường dưới. Và đặc biệt là có cá tính giúp được. Tính gì? Cá tính người phụ nữ. À. Phải có cá tính ha. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái em kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, không có cá tính. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em thích đó là nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Em chắc tôi nhưng mà Hứa. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa ha. Dạ. Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba nhà, gia đình nhà cũng hối dữ lắm rồi chị. Và lại là ba cũng già rồi. Ba là đang ở đâu? Dạ ở Quảng Ngãi, ở quê chị. Ngãi ở quê, nhưng mà lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Dạ chắc tương lai gần thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, dạ chưa biết tính sao đi ha. Ba nói thì sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. À có nghĩa trong năm nay mà vẫn lấy vợ kịp thì là ba lo. Dạ. Còn không lấy vợ kịp thì những năm sau là tự lo. Dạ. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa ngoài mấy cái chuyện nhuộm tóc, nhuộm đồ? Dạ nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Thích. Dạ. Thích phụ nữ hiền hay là dữ?
phụ nữ giữ giữ một chút, giữ tại vì ở nhà ta hiền, ở ngoài ta được thì giữ một chút. Vậy thì sau này về kinh tế trong nhà ai sẽ quản lý? Chắc bạn gái quá, em thì giữ được. Vợ, bạn gái quản lý gì? Vợ. Dạ, hiện tại là bạn gái. Lấy nhau về vợ quản lý, bạn gái quản lý tiền được luôn hả? Giờ quen nhau bạn gái quản lý luôn hả? Dạ, chưa chắc được chị. Vậy phải nói vợ nha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nghe không? Trời ơi. Lo không? Em tưởng tượng con gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không, mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền thôi, ngoài thì giữ chút. Cần giữ hả? Còn đàn gái. Dạ. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ, em hung lắm anh. Hung lắm hả? Dạ. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương, nhưng phải cần có người hung ở ngành. Dạ. Giữ ngành để kèm ảnh. Dạ. Ha? Cái đó chắc em làm được. Làm được không? Dạ. Theo em làm gì để chúng ta giữ được chồng mình? Cái đó phải tùy người đó. Như nhưng mà theo em á, có người chồng để em làm sao để em giữ chồng? Cái đó phải tùy người đó anh, em mới giữ được chứ. Em mới biết có được. Một cái nguyên tắc chung nào đó. Dạ em chưa nghĩ ra. Ồ, đây là cái cô gái phải chú ý nè, giữ chồng, ta chăm sóc chồng, ta quan tâm chồng, và chúng ta hơi nhõng nhẽo với chồng chút xíu mới giữ chồng được. Chứ vợ mà có lúc nào cũng căng thẳng mà hung hoài đó, không có nhõng nhẽo là cũng dễ. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Giữ nha, giữ nổi rồi nha. Giữ nổi. Rồi ok. Dạ. Được á. Hôm nay mình đi với ai? Khảo sát gia đình đi. Dạ hôm nay em đi với lại thím với lại vợ chồng của anh hai. Thím và vợ chồng của anh hai. Dạ. Rồi cho chị gặp gia đình của em. Thím phải không? Dạ thím. Dạ chào thím, nói đi chị. Alo. Không cần thấy đâu. Không có cần mở chị ơi, ta mở trên trên rồi. Mở sẵn rồi, nói thôi. Alo. Chào anh Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào bạn em. Dạ chào thím. Riêng Tê là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Thì cái tính của bé Hà là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Thì liệu là cái bạn trai này nè, có những cái mà khi mà trao đổi hoặc là công việc nữa, hay là những cái quan điểm trong cuộc sống rồi đó mà hai người trái ngược nhau, thì có cách gì để mà thuyết phục được bé Hà hay không, liền hay không, hoặc là sau này thời gian thì tìm cách thuyết phục dần dần. Dạ tôi thím là có thể là em sẽ tìm mọi cách, con sẽ tìm mọi cách để mà thuyết phục em, nhưng mà cách tốt nhất đó là mình nên chủ động giảm nhiệt độ tốt hơn, không có tranh cãi. Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. 60%. Rồi cảm ơn thím. Được 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Em trai hả? Anh trai cũng nói gì? Anh hai có muốn nói gì không anh hai? Nói chuyện với em rể tương lai được. Rồi chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Tôi là anh trai anh hai của bé Hà. Dạ chào. Thì Hà thì miệng nói thì nóng nảy nhưng mà yếu đuối dữ lắm, cho nên phải cần có người nam nữa bản lĩnh để mà bảo vệ cho Hà. Dạ. Thì mình thấy bạn nam này nói chung nhiều lúc nói những cái ưu điểm thì khuyết điểm gì đó thấy lúc nó không hợp, nhưng có lẽ là bù trừ nhau chẳng hạn. Dạ. Là mấy em cho cơ hội đi. Cho nhau cơ hội hả? Rồi, hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Đại diện đàn trai coi. Rồi, mời ai đại diện nhà trai cầm micro lên giùm. Rồi, chào anh. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Luân, đồng nghiệp với hội. Em thấy hội là người trầm tính trong công việc, trong công ty. Nhưng mà
trong công việc thì làm việc là rất là chu toàn. Còn về cái bạn gái thì em thấy bạn gái dễ thương và có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam, và mong muốn là cho hai bạn có cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Rồi, mở rào. Chào em. Hai em như thế nào ạ? Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu, một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái lọ hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. À xin lỗi em cho em hỏi là hồi nãy em nói anh là người Quảng Ngãi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, anh làm việc ở đây thì anh có ý định là lập nghiệp ở đây không hay là đi về quê nha? Vì tương lai gần á thì có thể là ở đây luôn. Và về sau á thì có như là về già đó mình có thể về quê sống ở quê thì không khí và cái môi trường nó tốt hơn. Dạ. Yeah. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết để tìm hiểu, chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Tại điểm gì? Anh có câu hỏi gì cho em không ạ? Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em có suy nghĩ vì gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Dạ. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Sở thích của em là gì? Sở thích của em? Sở thích của em là ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Dạ được. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá xuân xuân lỡ tia nắng hồng tàn mát, xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say, xin cho ta mùa khác treo cao vui cùng anh. Đáp lại em hát cái đó là rất là dở anh, nếu mà em hát thì có thể là không nghe được đâu anh, nên em nghĩ là bạn gái sẽ hát cho em nghe dài dài. Dạ. Yeah. Rồi các bạn tương lai sau này như thế nào mình bàn bạc với kế hoạch con cái và phát triển kinh tế trong gia đình, kinh tế rồi ai quản lý mình chia sẻ với nhau luôn đi. Nếu được thì ví dụ nếu được anh với em, nếu được thì anh có tính là năm nay hay là khoảng bao nhiêu năm nữa tiến tới hôn nhân không ạ? Anh xác định lên chương trình đó là cũng có một cái mục tiêu rồi, là mục tiêu của mình là sẽ đến cuối năm là sẽ cưới được vợ. Nói chung là đó là ý nguyện của anh cũng như gia đình. Dạ. Yeah. Thì có lẽ là trong năm nay thì mình, nếu mình hợp nhau á thì mình có thể đi đến với nhau. Dạ. Yeah. Vì còn về tương lai ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm gì chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm một đứa nữa đi. Dạ cái đó tính sao đi anh, chứ bây giờ bạn nữ thấy cái tính hay quên của bạn nam đó rồi, thấy sao hẹn hò cũng quên luôn đó. Em thử hỏi cái chuyện hẹn hò. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Cái trí nhớ quen nó tốt, nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Được, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Nói gì bạn gái đi.
lên hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Anh cảm nhận những người đối diện với em thế nào, đang suy nghĩ gì về người đối diện? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em nghĩ là em sẽ nghe, em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Dạ, ok. Mình sẽ hẹn hò thế nào với cái khoảng địa lý như vậy? Hai người trao đổi đi. Hồi nãy là anh chưa hỏi em là ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8 và làm việc tại quận Bình Tân. Anh thì ở ngay Xu Tiên á. Xu Tiên, hồi nãy em nghe nói ở Phú Nhuận. Không, anh công việc ty là ở Phú Nhuận. Dạ. Nhưng mà hiện tại anh sống là gần Xu Tiên. Nếu như vậy thì anh có thể đi tới hẹn hò gì được không ạ? Cái hẹn có khoảng cách không ạ? Khoảng cách là nay có xe cộ luôn mà. Không cần vấn đề về khoảng cách đâu, có nghĩa là mình nếu mà được có cơ hội thì mình đến với nhau. Từng gặp nhau được mấy lần? Ít nhất là 3 lần chị. À vậy được rồi, bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Ở đây gì né, cô kêu đứng lên thôi mà né. Xin tới. Nhà nắm tay bạn gái nè. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Cảm xúc mình đang nghĩ cái gì, mình cảm nhận về người bạn gái này như thế nào, nói nhìn thẳng vào mắt nhau, tự tin lên. Cảm nhận vào cái nắm tay coi có điện truyền qua hay không mới biết đường mới bấm nút chứ. Điện chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một, anh cũng có một câu ngắn gọn như thế này thôi. Đó là trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Dạ. Yeah. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm đây. Ít phút chúng ta trò chuyện cũng đủ để có thể cảm nhận được cái tình cảm của nhau ha. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút. Nếu chúng ta cảm thấy là người chúng ta lạnh, không có một cái tình cảm gì cả thì chúng ta hãy dành cái nút bấm đó cho những người khác đang theo dõi chương trình. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm như ông trời hồi sợ quên bấm không? Ra vô bấm thì chắc ăn đúng không? Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Em hôn tay cũng được. À, con xin phép thím với anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Nắm tay nhau không được buông ra. Đã hẹn hò với nhau rồi. Có cảm nhận gì không? Cười không vậy? Thơm chị ơi. Thơm lắm hả? Dạ. Về nhớ tổ chức sinh nhật rồi tới thăm là thường xuyên nhau. Dạ đúng rồi. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là tặng bạn bộ sản phẩm. Trời ơi, nhảy liên tục vậy đừng có nhảy nữa. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu được Couple TX trên toàn quốc, gửi tặng hai bạn. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, gửi tặng hai bạn. Đây là cặp gối của Niệm Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một cái phiếu mua hàng giảm giá 25% dành cho các bạn. Và đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây là cây xương rồng với ý nghĩa tình yêu của hai bạn. Đó, cầm giùm bạn gái. Nắm tay luôn, phải nắm tay. Cho dù phong ba bão tố chúng ta vẫn vượt qua tất cả mọi thứ các bạn nha. Đúng rồi, quà chúng ta gom về một mối. Rồi, nắm tay nhau, đi tìm hiểu nhau đi hai bạn.